Khi con đến với Chúa là lúc tâm hồn con vun vỡ. Con chẳng biết nói chi, chẳng biết nói gì, chỉ biết gục đầu lời Chúa Cha, lời thánh giá, lời Chúa đã chịu thay bao đơn đau. Con đã chết như những kẻ vô thần, và con đã mất hết lời thế gian bao điều con cần. Những gì con vẫn luôn ước ao, bao khát vọng nơi thế trần, lại không còn gì, con mới biết tìm đến Chúa Trời. Dù cho năm tháng buông trôi, dù con gây bao lỗi lầm, khi nhìn lại chỉ còn là đổ la. Dù cho tôi lỗi lỡ tới đâu, dẫu còn lại hoang tàn, Chúa vẫn luôn là thương tha thứ. Vẫn chính là Ngài sang cánh tay ôm con vào lòng. Vẫn chính là Ngài sang cánh tay ôm con vào lòng.